Ông Thanh Châu, tác giả của tập truyện ngắn Hoa Ti Gôn đã cho biết như sau: "Truyện có gì đâu, nhưng tôi đã viết với tất cả cảm giác trong trẻo, chân thành, tươi tốt đã có trong buổi chiều thu ấy, sau buổi đi chơi trong làng mộc về. Và rồi sau đó, điều tôi lấy làm sung sướng nhất là khi tòa soạn nhận được bài thơ Hai Sắc Hoa Ti Gôn của thiếu phụ bí mật đem đến. Trong đó có kèm bức thư xin chữ ký của tôi. Và sau bài thơ Hai Sắc Hoa Ti Gôn, tòa soạn đã nhận được liên tiếp 3 bài thơ nữa của cùng một tác giả TTKH gửi qua đường bưu điện. Kính mời quý vị thưởng thức thi phẩm bài thơ thứ nhất của TTKH. Thuở trước hồn tôi phơi phới quá, lòng thơ nguyên vẹn một làn hương, nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu giọt thơ. Tôi
giờ viết lặng im nghe tiếng lá thu khô xiết mặt ở hàng như tiếng chân người len lén đêm sống đời nào dám gặp ai về. Tuy thế tôi tin vẫn có người thiết tha theo đuổi nửa